Rồi, em xin tổng chào tất cả mọi người nha. Em có chiếc Vim đời 2016, xe trọng tải là 3 tấn rưỡi nha. Xe còn rất là đẹp nha. Hôm nay em sẽ quay tổng hành chiếc xe này cho mọi người cùng xem xe như thế nào nha. Xe trọng tải 3 tấn rưỡi, chiều dài là 4m9 nha, chiều dài thùng là 4m9 nha. Xe còn rất là đẹp nha mọi người. Xe đời 2016 nha. Xe em xin đảm bảo là không va quẹt, không đâm đụng nha. Xe còn rất là đẹp. Từ đầu cabin đến thùng xe nha. Lớp scour chưa hạ luôn nha mọi người. Để mở kính cửa bên này để cho nó sáng cho mọi người cùng xem nha. Xe còn khá là mới luôn, chỉ có bị dơ bụi thôi. Chứ ngoài ra tất cả chi tiết trên xe còn hầu như còn nguyên bản nha. Cái này là nó bị tối quá, quay nó mờ. Trần còn rất là đẹp luôn nha. Xe đời 2016 nha. Em bán với giá là 250 triệu. 250 triệu nha mọi con. Xe này có máy lạnh hãng luôn nha. Máy Hyundai nha. Xe Vim đời 2016. Máy Hyundai nha mọi người. Máy lạnh còn xài khá tốt nha. Xài còn hơn xe hơi nữa đó. Máy lạnh hãng nha. Xe Vim nhưng mà máy Hyundai nha mọi người. Xe máy rất là mạnh, rất là khỏe nha. Trọng tải 3 tấn rưỡi. Em bán với giá là 250 triệu nha mọi người. Bao giấy tờ cho mọi người luôn nha. Bao rút giấy tờ cho mọi người luôn. Xe thùng khá rất là chắc chắn. Khung sườn không phải bàn tới nha, lớp scour chưa hạ luôn nha. Lớp scour xe này là chưa hạ nha mọi người. Để em quay lớp scour để cho mọi người thấy nha. Nè, đây. Đây là lớp scour nha. Lớp scour chưa hạ, khung sườn thì không phải bàn tới nha mọi người. Lớp scour chưa hạ là biết rồi. Xe còn rất là đẹp nha. Thùng dài 4m9 ha. Cái này nó chỉ bị dơ thôi nha mọi người. Bị dơ thôi nha. Nè, mọi người thấy không? Nó chỉ bị dơ thôi nha, chứ không phải xét nha. Dạ, rửa là rất là mới. Tại vì xe chỉ có đậu nhiều rồi bụi bám. Xe này chạy không bao nhiêu nha. Xe máy Hyundai chạy rất là mạnh luôn nha mọi người. Nếu anh chị em bà con nào thích thì cứ gọi điện trực tiếp cho em qua số điện thoại là 0988 454 318 ha. Để xem xe, để hiểu thêm chi tiết và để được có cái giá tốt nhất cho mọi người nha. Rồi em sẽ quay cái phần thùng ở phía trong cho mọi người cùng xem nha. Cùng xem cái thùng phía trong nó còn nguyên vẹn hay là như thế nào nha. Xin em bảo là xe thùng còn rất là đẹp.
Em có hàng hàng lại mấy góc bên kia cho nên thùng không bao giờ xệ nha mọi người. Sợ mình chở hàng rồi á, nó lâu ngày nó xệ thì em đã hàng thêm cái đó. Nhưng mà thật sự xe này không bao giờ chở vượt, chở vượt quá tải nha. Chở tầm là khoảng 3 tấn rưỡi, 3 tấn rưỡi quay về thôi, không có chở quá tải nha. Xe còn rất là đẹp. Mọi thông tin cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0988 454 318 để có được cái giá tốt nhất cho mọi người nha. Vim đời 2016, máy Hyundai, thùng dài 4m9. Rồi em xin tổng chào tất cả mọi người nha.